mỗi lần mà tôi đi giảng về đầu hôm một phía mà tôi đọc lại một lần, cái tâm trí của mình nó nhẹ nhàng mà nó cởi mở, nó sung sướng kỳ lạ. Bởi vì cái tư tưởng của kinh này quá tuyệt vời. Thì tôi cũng mong rằng là toàn thể đại chúng mà có đọc và có được tiếp thu những cái tư tưởng đó thì ta gieo cái hạt giống đại thừa rất là tốt đó nha. Chứ thực tình là tôi đọc không hề chán đó. Phải đọc là thấy vui, đọc là thấy nhẹ nhàng. Cho nên tôi muốn nhắc các Phật tử là trước khi mà đi học cái buổi dạy ra, nên đọc ở nhà càng nhiều lần càng tốt. Bây giờ hôm nay là bắt đầu tiếp tục tới cái đoạn nói về Đức Như Lai mà hiện ra cái tướng gọi là Thánh Hậu Quang đó mà. Từ đây cái lâm trắng có cái trận giữa trong mày xoay khắp cả 18.000 thế giới ở phương Đông. Cái giáo lý này nó hay lắm đi. Tướng lâm trắng giữa đôi mày Phật là một tướng trong 32 tướng của Phật. Còn ánh sáng thông thường người ta gọi đó là hào quang của Phật. Từ đây cái tướng lòng trắng này gọi là bạch hào tướng này nè, phát ra ánh sáng, người ta gọi là hào quang, phóng hào quang. Thông thường người ta gọi là hào quang của Phật. Hào quang có thống hay không thống là một vấn đề khác mà cần phải học và hiểu kỹ về Phật. Sự nghề đệ tử Phật mới tránh được cái bệnh chấp ảo tưởng quan đường. Về cái từ đó đó, tôi xin đại chúng lưu ý, Đức Phật sự thật không có phóng màu quang mà nó tỉa nó sáng nhiều màu, giống như là cái hào quang mà của ngày nay mà phải biện làm cho các chùa đó. Không làm vậy đâu, Như Lai không làm vậy. Mà đây là một cái từ, một cái trạng từ mà nó thuộc về cái nhóm cái bằng mỹ từ pháp, mà nó là một cái ám dụ. Cái Phật không có phóng, thật sự là không cần có phóng mới là soi rọi cả 18.000 thế giới ở phương Đông, không cần. Cái từ đó để nói lên rằng là nó tiêu biểu cho cái trí tuệ của Đức Phật. Đức Phật ngài có một cái trí tuệ thấy đúng, biết đúng, nói đúng. Cho nên là những cái điều mà của Đức Phật nói ra, dạy ra, ai mà thực hành theo, học theo, tu theo đều có kết quả đúng như Phật dạy. Cho nên là cái lời dạy đó nó phát xuất từ là cái ánh sáng trí tuệ. Mà văn tự người ta dùng cái từ hào quang, cũng như là bây giờ đấy, chúng ta gần gũi với người lành người hiền ở trong một cái xóm, một cái làng mà nhiều người lành nhiều người hiền, hoặc trong cái làng đó có một người thật lành và thật hiền, thì từ cái hiền lành, cái đạo đức đó nó có thể cảm hóa, nó làm cho những người xung quanh cũng có thể phát tâm hiền lành. Thành ra là những cái người mà xung quanh mà ảnh hưởng đến cái đạo đức, cái hiền lành đó, coi như là sống trong cái hào quang từ bi của cái vị đó, nhờ cái ảnh hào quang đó. Nói hào quang chứ thật không có hào quang, mà là cái gương mẫu đạo đức mà nó đến cái chỗ mà chưa tương đỉnh của đạo đức, làm cho người ta cảm mến, người ta phục tùng, người ta theo. Do vậy mà trong làng, trong xóm có những cái vị mà đạo đức như vậy thì con người, cái tâm hồn của người ta thấy
cảm thấy an vui, nó nhẹ nhàng, nó khinh an, nó giải thoát, gọi là sống trong ánh hào quang của cái vị đó. Chứ thật sự không có chiếu mà vẫn có công dụng. Cũng như bây giờ đây nè, thường thường nhà nước bây giờ từ năm 86 trở về sau, Đảng Cộng sản Việt Nam ra những cái nghị quyết thay đổi cái đường lối chính trị, kinh tế, xã hội. Mà ra cái nghị quyết đó, thực hành theo cái nghị quyết đó, đều đem lại kết quả đời sống của nhân dân, của quần chúng có an lành hơn, có hạnh phúc hơn, có kinh tế có khấm khá hơn, chính trị có ổn định hơn. Thế thì người ta dùng cái từ là dưới ánh sáng nghị quyết số mấy của Đảng đề ra như thế, công việc hôm nay đã thành tựu như thế, như thế, như thế. Thế thì ta dùng là dưới ánh sáng nghị quyết. Chứ thì thật ra cái nghị quyết đó nó có cái ánh sáng nào ở đâu. Mà chính vì cái nghị quyết đó là đúng với nhân tâm, hợp với cái trào lưu tiến hóa của vùng, trong cái vùng Đông Nam Á chẳng hạn, và nó hợp với cái lối làm ăn có thể hài hòa cùng thế giới, do vậy mà nó đem lại cái kết quả lớn lao, thì gọi là dưới sáng nghị quyết của Đảng ngày mấy tháng mấy đề ra những cái gì đều được thành công mỹ mãn. Thì cái từ mà dưới ánh sáng đó thì thật không có phải là cái nghị quyết đó có ánh sáng nào. Ở đây dưới ánh hào quang của chư Phật, tất cả mọi người đều được cái sự an lành hạnh phúc, là chính vì là cái lời dạy của Phật nó phát xuất từ cái trí tuệ sáng suốt mà mọi người nghe theo học theo tu theo đều được lợi lạc, gọi đó là ánh hào quang. Ở người lành, ở gần người lành mình thấy mình mát mẻ, ở gần người dữ, người thô bạo, người nham hiểm mình thấy mình nơm nớp lo âu và sợ sệt. Thành ra là coi như ở trong ánh sáng, được che chở của ánh sáng của cái người đạo đức hiện lành đó, học được cái đó rồi đó thì các vị được nhiều cái lợi. Điều thứ nhất là mình không có ảo tưởng rằng Đức Phật là phải luôn luôn là phải tỉa hào quang, phải thấm hào quang như là le ló, như là cái bóng đèn mà nó tủa như cái ánh sáng vậy. Không cần hiểu như vậy, hiểu như vậy có thể không tìm đâu cho có ông Phật đâu. Cái thứ hai nữa là cái người nghèo, ví dụ như mình thỉnh đơn ông Phật đem về mình thờ, mà mua cái hào quang đó là 100.000, 200.000 tiền đâu mua. Mà nếu mình không mua nổi cái hào quang đó, chẳng lẽ ông Phật mình không có hào quang, thua với cái ông Phật của anh A, chị B kia có hào quang le lói đó, thế là Phật mình là thua hay sao? Rồi mình như là buồn tủi, rồi mình háo hức để mà làm cho có được cái hào quang. Thế thì là cái háo hức, cái tủi thân đó không cần có như vậy. Thật sự ông Phật không có được cái đèn le lói xung quanh cũng vẫn có hào quang. Hiểu như vậy thì cái tỷ hào quang đó nó mới là có giá trị sâu sắc. Rồi đây rồi ta đọc tiếp nè. Tôi phân tích rồi. Cái này Phật dùng cái từ phóng hào quang 3 lần. Cũng như kinh Di Ma Trần, các vị đọc các vị thấy nghe là Đức Phật hiện tịnh độ 3 lần. Cho đại chúng thấy tịnh độ 3 lần, 3 kiểu khác nhau. Nhưng mà thì thật ra cuối cùng rồi á, thì để nói lên cái chân lý là pháp giới là bất nhị, là nhất chân. Cho nên nói rằng thấy ở xa, chứ về kỳ thật chẳng có xa gì cả. Cuối cùng là lần thứ ba mà hiện tịnh độ đó, thì mười phương thế giới của chư Phật đem về sắp nhập cõi Ta Bà. Mà cõi Ta Bà không cần phải hình lớn ra để chứa mười phương quốc độ của chư Phật. Và mười phương quốc độ của chư Phật cũng không teo hẹp lại để nhét vô cõi Ta Bà. Vậy mà cõi nước của chư Phật mười phương đều sáp nhập. Điều đó để nói lên rằng cái giáo lý đó hiện tịnh độ như vậy là để muốn dạy cho mọi người rằng pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất chân. Một là tất cả là một. Phải hiểu cái giáo lý đó ở trong cái ý nghĩa của thập quyền duyên khởi đó thì mới gọi là học Phật đúng.
Còn ở đây kinh này là ba lần điện hào quang, nên chúng ta sẽ học tới đây nè. Cho nên vấn đề hào quang phóng và không phóng không sao hết, đừng tưởng cần phải phóng mới có. Cho nên tôi nói thật với đại chúng đây nè, tôi ở cái thất Quỳnh Mai Quỳnh Thất ở Bà Chiểu đây ha, 31 năm, đúng 31 năm tôi mới rời, tôi tới cái tham hối âm bây giờ. Tôi có thể có tiền tôi mua cái hào quang được chứ, hoặc là tôi có, tôi nói với Phật tử một người nào đó và vài người nào đó cũng có thể cho tôi cái hào quang được chứ. Nhưng mà tại vì cái chỗ sở học của tôi đối với đạo Phật không phải cái đó là hào quang của Phật đâu, cho nên tôi không làm hào quang. Rồi bây giờ tôi ở cái tham hối âm của tôi ở trên kia nó cũng vậy, tôi muốn ủng hộ cũng nhiều hào quang đó chứ, nhưng mà tôi không làm. Vì tôi làm như vậy nó làm cho tôi không còn giảng kinh được nữa. Làm như vậy có nghĩa là tôi chấp nhận hào quang của Phật phải làm như vậy và cỡ như vậy đó, thế thì là còn nói được cái gì với ai nữa. Cho nên hào quang của Phật của tôi là không có hào quang mà vẫn sáng, không phải sáng ban ngày mới sáng mà sáng cả những đêm tối đen không có tâm sao. Hào quang của Phật là vậy đó. Bởi vì cái trí tuệ thì ban ngày cũng có thể sanh phát sanh trí tuệ nhận thức chân lý đúng, mà ban đêm trong đêm đen dày đặc cũng có khả năng nhận thức chân lý đúng. Thế thì là cái hào quang đối với tôi là nó biểu trưng cho cái trí tuệ của Phật chứ không phải là ánh sáng. Do vậy cho nên tôi không làm ánh sáng bằng đèn để thay thế cho hào quang Phật. Là do cái học của tôi hiểu vậy rồi và tôi không làm khác. Làm khác tôi chịu không có được. Rồi tôi nhờ một ông á, vẽ tôi tấm tranh đại để là núi rừng cho hùng vĩ, rồi tôi để sau lưng ông Phật coi cho nó khỏi cái trơ trẽn về cái tấm chất tường đó mà. Trời ơi, ông vẽ cây rừng, lá cây rừng, không ra cây rừng mà tùng, không ra tùng mà lâm dồ, không ra lâm dồ. Mà ông đi nghiên cứu, ông vẽ cái lá bồ đề, đi hai cái lá bồ đề vậy, tôi kỹ rồi vẽ cái lá bồ đề vậy. Tôi nhìn thấy nó tôi buồn sao đâu. Mà bồ đề mà không vẽ cái cây bồ đề, cứ vẽ cái lá nằm trên vậy, nó còn bay xuống giống như là đem cái dây trầu lương treo trên vậy. Tôi nói rồi, tôi nói thật ngồi ở dưới gốc cây gì là cây đó gọi là cây bồ đề. Cho nên cứ chấm cái cỏ vô rồi cái này dập từng dập như vậy cho nó thành một cái cổ thụ quyền vũ là bồ đề của tôi rồi đó. Không cần phải vẽ cái lá y như vậy, cái đuôi dài giống như cái lá lâm dồ vậy, không cần. Hiểu đạo Phật mà nếu cái bồ đề phải như vậy là thật rồi. Phật ngồi cái gì thành đạo, cái đó là bồ đề. Phật ngồi cái chỗ đất nào, cái gò nóng nào, cái ghế nào, chỗ đó là sư tử tòa. Tôi phải chạm cái ghế bằng sư tử để cho Như Lai ngồi mới gọi là Như Lai ngồi sư tử tòa. Nói như vậy là không hề hiểu gì Đức Phật cả. Nội dung kinh Pháp Hoa về việc thống ánh sáng, ngày đại thường gọi là thường linh thiên hóa bằng cái từ hào quang. Trước sau Đức Phật sử dụng ba lần khác nhau để nói lên công dụng khác nhau về giáo lý mà Đức Phật muốn truyền đạt cho Pháp Hoa Hải Hội từng lúc khác nhau. Truyền đạt giáo lý mỗi lúc ngôn từ lời lẽ giáo lý khác nhau, cho nên ba lần thấm ánh sáng khác nhau. Ở thánh tựa này Đức Phật chỉ thấm ánh sáng từ điểm lông tấn chặn giữa đôi mày. Cái chỗ đó, đó về cái môn trong cứu học gọi là cái huyệt ấn đường, ngay
giữa tận giữa của hai cái chân mày, gọi là cái ấn đường. Xoay quán khắp 18,000 thế giới chư Phật ở phương Đông, đại chúng xem thấy rõ việc làm của Phật trong sự nghiệp giáo hóa thuyết pháp độ sanh, thấy rõ các chúng sanh văn tinh tấn tu hành với pháp tu đế, thấy các Bồ Tát đơn thực thi lục độ trên đường lợi tha, tự lợi lợi tha, thấy rõ có Đức Phật đang chuyển pháp luân, có Đức Phật đang nhập niết bàn, có nơi trà tùy thâu xá lợi, và nhiều Phật sự khác trên từ trời sắc cứu cánh, nhìn thấu suốt địa ngục a từ lục đạo chúng sanh, thông đồng công thấy lẫn nhau. Cái đoạn này là đọc ở trên cái kinh văn đó, đại chúng để ý phóng hào quang như vậy, soi sáng phóng một điểm ở đây thì soi sáng 18,000 thế giới ở phương Đông thôi, nghĩa là nó hữu hạn. 18,000 thế giới là hữu hạn, và thấy mọi việc chư Phật thì giáng sanh, chư Phật thì thuyết pháp, Phật thì nhập niết bàn, Phật thì trở về thấu xá lợi, và Bồ Tát hành đạo lục độ thánh văn thì hành tứ đế, Phật dạy nhân duyên thì hàng duyên giác. Cái công chuyện này mà nói trong cái phẩm này có nghĩa là giới thiệu tổng quát về cái việc làm của chư Phật cho Pháp Hoa Hải Hội biết, rằng là chư Phật quá khứ và trong pháp giới này mọi cái hoạt động Phật sự đều là luôn luôn phải diễn biến như vậy đó. Điều này các vị đọc kỹ rồi, ta mà tu hành có thành Phật đi nữa, không phải thành Phật xâm về một cái nước Phật nào đó rồi ở không chơi hưởng cái sự an lạc hạnh phúc gọi là nước bàn tịch diệt, không có. Đọc cái đoạn này là đại chúng sẽ hiểu được cái điều mà tôi nói từ lâu rồi, tôi nhắc tới nhắc luôn. Luôn luôn chư Phật hễ có sanh thì có diệt, có thị sanh thì có thị diệt, có nhân sanh thì có nhập niết và niết bàn. Vì đó là cái quy luật, nó là chân lý của vô lượng đời kiếp về trước cũng như hiện tại và tương lai. Không bao giờ có một cái gì mà nó đứng khư mà nó không ở trong cái quá trình vận động sanh diệt, diệt sanh của nó. Mà Phật là biểu hiện, là hiện thân của chân lý, là lẽ thật của cái sự vận hành của vũ trụ vạn ứng như vậy. Thì Phật cũng là một người, chẳng qua là cái người giác ngộ toàn diện, sống đúng sống hợp với chân lý, cho nên cũng không ngoài cái quá trình sinh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt mà chấp nhận cái thành trụ hoại không của vũ trụ nữa. Do vậy cho nên là ta học cái này rồi ta phải dứt khoát là ta từ bỏ cái tưởng tượng là sanh tu hành thành Phật rồi là sinh về một thế giới hoàn toàn an ổn gọi là nước bàn, rồi ở không mà hưởng tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc. Đó là cái ý nghĩ dân gian quá và cái ý nghĩ tham lam vô đạo của cái người mà chưa hiểu đạo Phật. Chứ thật sự ra là thành Phật rồi cũng vẫn làm việc thôi, làm việc phục vụ chúng sanh, cũng giáo hóa chúng sanh. Vì thì nói pháp tứ đế cho hàng thanh văn, Đức Phật nọ thì nói pháp thập nhị nhân duyên cho hàng thiện giác, Đức Phật nọ thì dạy lục độ cho các hàng Bồ Tát, Đức Phật nọ thì là có vẻ là đang giảng sanh ở một cảnh thế giới khác, Đức Phật nọ thì đang nhập niết bàn, và cũng có Đức Phật nọ thì đang được trà tỳ kia. Thế thì là cái quy luật mà sinh lão bệnh tử, sinh trụ di diệt và thành trụ hoại không đó, nó là chân lý muôn đời, đừng bao giờ có ảo tưởng nào khác. Đó là một cái ý nha. Rồi còn cái ý mà nói rằng là chư Phật vì hàng thánh văn mà nói pháp tứ đế,
nói cái chuyện xưa ở trong cái đền phóng quang của Phật, để cho đại chúng thấy rằng cái chuyện xa xôi trong cái vũ trụ bao la này, từ quá khứ cho tới hiện tại, chư Phật đều làm việc như vậy hết rồi. Vì hành tinh văn nó Pháp Tứ Đế, do vậy tôi mới biết là Pháp Tứ Đế là chưa phải là cái pháp liễu nghĩa thượng thừa, chỉ dạy cho hành tinh văn mà thôi. Phật xưa cũng đã làm vậy, Phật quá khứ cũng làm vậy, do vậy cho nên Phật Thích Ca ngày nay cũng làm vậy. Vì đó là cái nguyên tắc giáo hóa chung của ba đời chư Phật, gọi là giáo lý khiếp cơ. Vì An Duyên Giác dạy giáo lý thập nhị nhân duyên, vì An Đại Thừa Bồ Tát có những đức Phật dạy về lúc độ bằng hạnh cho hàng Bồ Tát. Thế thì là việc xưa cũng vậy, việc bao la trong vũ trụ, trong vũ trụ cũng vậy, mà việc hiện hữu ở trên cõi đời này, Phật Thích Ca bổn sư của chúng ta cũng làm như vậy, để nói lên rằng việc làm của chư Phật là việc làm nó phù hợp với cái chân lý cả ba đời, cả mười phương chư chư Phật. Do vậy cho nên là lời nói của một đức Phật nói cũng tức là lời nói của mười phương chư Phật nói. Việc làm của một đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, bổn sư chúng ta, cũng là việc làm của mười phương chư Phật đã làm, đang làm và sẽ làm như vậy mà thôi. Cái gì là những cái hiện điểm đó là cốt là giới thiệu cho ta, để dạy cho ta biết về cái việc đó. Còn một cái điểm nữa, trên cái hào quang này á, nó soi thấu trên từ của trời sắc cứu cánh, thấu suốt địa ngục A Tỳ, lục đạo chúng sanh thông đồng trong thấy lẫn nhau, thông đồng trong thấy lẫn nhau, trên từ sắc cứu cánh dưới đến địa ngục A Tỳ. Nó có hai điều mà ta cần học. Một là nó thông đồng lẫn nhau, không có gì ngăn cản. Điều đó nói lên cái giáo lý mà ta đã học, pháp giới là bất nhị là nhất, chân một là tất cả, tất cả là một. Cho nên nói rộng chứ kỳ thật không có gì khác nhau, nói xa chứ kỳ thật chẳng có gì lạ lùng. Mà là ngồi ở đất nước Việt Nam này mà nhận thức những cái sự ưu tiên khổ não sinh lão bệnh tử của đất Việt Nam, nói luôn cả thập phương pháp pháp giới, nó cũng y như vậy. Đừng có hy vọng một cái gì khác. Nếu có tâm của chúng sanh mà không thanh tịnh thì trong thập phương thế giới không có cái chỗ nào là cõi Phật thanh tịnh đâu. Vì pháp giới là bất nhị là nhất chân mà, một là tất cả mà, nó mới thúi nhau hết mà. Ngược lại ở cái thế giới gọi là ta bà này mà cái tâm của ta thanh tịnh thì cái cõi Phật của chư Phật thanh tịnh mười phương đó nó lại dời về đây. Tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, hãy cái tâm của ta mà nó an vui, nó thanh tịnh thì cái chỗ ta đang ở đây nó an vui, nó thanh tịnh, nó kinh an, nó giải thoát. Do vậy cho nên dục tịnh Phật độ, tương tịnh kỳ tâm. Muốn có cõi Phật thanh tịnh, trước hết là cái tâm của mình phải trong sáng, phải thanh tịnh, phải không còn về não vô minh, thì cái cõi Phật ở mười phương dời về ở đây cõi ta bà đó. Học kinh mà cật rồi là học cái này là nói bằng cái ngôn từ khác, một cái kiểu cách, cái ví dụ, cái hoàn cảnh nó khác, chứ cái giáo lý đại thừa là vậy đó. Rồi còn một cái điểm nữa là phải hết sức để nữa là ánh sáng soi chiếu từ cõi sắc cứu cánh, chứ không có soi chiếu trong cái cõi gọi là vô sắc. Chỗ này là cái chỗ tôi nói không biết bao nhiêu lần là vì tôi rất là sợ, sợ bất tử, không có nắm vững những cái điểm mà then chốt thì hiểu lầm hoài. Bây giờ nói tới cái chữ sắc, dục sắc và vô sắc gọi là tam giới đây. Chúng ta tu hành ở ngay trên mặt đất này thì nếu mà chúng ta chưa biết tu hành gì hết, chưa hề cải tạo được thân khẩu ý chúng nào hết, thì coi như chúng ta hoàn toàn là đang ở trong cõi
quả dục đó. Là vì tham dục nhiều lắm, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thật, tham nhớ ngã đủ thứ nhiều lắm. Thế thì là chúng ta ở trong cái cõi dục, tức là cõi tham dục đó. Rồi dục thực dục, rồi dâm dục, rồi tham dục đầy nhảy. Thế thì chưa biết bồi dưỡng, chưa biết tu sửa, chưa biết cải tạo thay đổi, thì coi như chúng ta đang ở trong cõi dục. Còn người nào mà biết nhận thức được cái chân lý của cuộc đời, đối với công danh, công danh như thảo thượng sương, đối với phú quý nhận thấy rõ là phú quý như hoa giang lộ, giàu sang như bọt nước ở đầu gờn, nó hợp đó rồi nó tan biến đó. Công danh như sương động lên đầu cỏ mà, có đó rồi mất đó. Điều đó không cần nói nhiều, các vị thực chứng, gọi là thực chứng trên cái cõi đời này, cần để tâm suy nghĩ một chút là thấy rõ là mình thực chứng trên cõi đời này rõ ràng như vậy. Do vậy mà cái người mà có cái nhận thức như vậy, thế thì người ta xa lìa về công danh như thảo thượng sương kia, người ta xa lìa cái tâm mà phú quý, vì ta hiểu nó như hoa giao lộ mà, như cái giọt sương ở trong cái lòng nó qua vậy nè, một cơn gió thả lai động về là rớt cái hột sương đó mất mà. Thế thì người ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn ở, vẫn sống, nhưng mà người ta tự tại trong cái tài sản sự nghiệp vật chất đó, người ta không có đeo đuổi, ta không có ôm ấp, ta không có lưu luyến, vì nó mà sinh ra các cái thứ tội lỗi cho thân, cho khẩu, cho ý, và cũng không khổ đau vì nó khi nó có sự biến chuyển. Thế thì là cái người mà có cái tâm hồn tự tại đối với vật chất như vậy, thì vật chất tức là sắc đấy, tự tại đối như vậy tôi gọi đó là người đó là người cõi sắc, người đó đang ở trên cõi trời sắc, người đó có sự an lạc. Thế thì là đó là nói về sắc là cõi ở đâu, tức là cũng cõi ở đây thôi, cõi này thôi, mà có người đang ở cõi trời sắc rồi đó. Nếu ta biết cải tạo vô minh tiền não của thân, của khẩu, quỷ của ta, và cái ngày mà thành bạch thành tứ đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi phật, bồ tát, cho tới thành vô thượng bồ đề, là phải đi theo con đường dựa trên cõi trời sắc mà tiến lên, chứ không có lọt qua cái cảnh giới vô sắc được đó. Cái này học kinh Lăng Nghiêm là tôi nhắc rất là kỹ để cho các vị biết, các vị nhớ rõ kinh Tổ Lăng Nghiêm Phật nói đó. Trên cái cõi sắc nó có hai cái ngã tẻ, một là đi ra hàng định tấn thanh văn là coi như khó mà đi lên thành vô tổng bồ đề được, và nếu mà đi lạc vào con đường mà vô tổng thiếu vô tổng định là thành ngoại đạo hẳn hòi, nó thành ra lọt vô vô sắc giới. Còn nó đi ra con đường mà là cái khổ tính thanh văn á, mà đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc, tức là tham sân si mạng nghi, thân kiến, tư kiến, và kiến ngũ với thân thủ đó, đoạn trừ những cái đối tượng phiền não vô minh là kiến hoặc và tư hoặc, thế thì là cái quả vị của mình nó bắt đầu nó theo cái đà đó mà nó đi lên. Thế thì đi lên là vừa vào trên cái dạng pháp thực tướng ở trên cõi đời này, thân tâm cảnh giới này mà tu tỉnh, mà bồi dưỡng, mà gột rửa cái đối tượng vô minh phiền não kiến tư vật, mà chứng được cái quả a la hán, và từ a la hán thì đi lên, tức là duyên giác rồi bồ tát, hành rồi là thành vô thượng bồ đề. Thế thì là dựa trên cõi sắc mà thôi, nghĩa là cái cõi mà có thực thân, thực tâm, thực cảnh giới ở đây, chứ không có phải là cảnh trừu tượng, không phải là cảnh ảo tưởng quan đường của ý thức tưởng tượng ra. Do vậy cho nên tôi nhắc cho đại chúng là đừng bao giờ đại chúng mà để cái tâm nha, ví dụ như tu cái thiền định mà xuất hồn để mà đi gặp thánh thần,
trời Phật ở trong cảnh giới nào đó là các vị lọt vào cõi cho bằng vô sắc giới, ở trong cái thế giới vô hình đó là các vị bị những cái ảo tưởng của các vị nó nghiễm ra, nó đặt ra đó, chứ thật sự không có. Người nào mà tin như vậy tôi gọi là quan đường, gọi là mê tín, gọi là quan đường, gọi là ảo tưởng, là không có thành công được. Cho nên những cái vết chim bao mà có những người thấy mà tin là vết chim bao mà, cái đó cũng là cái rất là sai lầm đối với giáo lý mà đáng tội nghiệp. Các vị nhớ trong cái chuyện Tây Du, có một ông nhà vua mà ông thấy rằng có một ông đạo sĩ nào đó mà chiếm đoạt vợ con của ông, làm cho ông khổ sở đấy mà. Thành ra là nhà vua đó mới ra lệnh là gặp hòa thượng ở trong nước là đem bắt làm phu dịch đầy đọa tự khổ vô cùng. Cái chừng mà được tăng với Tôn Ngộ Không mà đi tới thì gặp các nhà sư mà bị hành hạ khổ sở vậy, hỏi nguyên nhân vì sao, thì các vị đó nói là nhà vua thấy nằm chim bao, thấy rằng các tân sĩ đạo sĩ như là coi như là âm mưu chiếm đoạt từ vợ con tài sản địa vị của ổng, cho nên là ổng rất là khinh rẻ chúng tôi. Thì Tôn Hoàng Giả là nghe được cái chuyện đó rồi thì là mới dùng bằng cái cách mà nghĩa là xâm nhập vô cung vương ấy, bằng đêm là cạo đầu hết cả vua, cả quan, cả hoàng hậu, cạo hết trơn. Ông vua đứng dậy ra, ôi giờ đầu mình tộc lốc khổ sở vô cùng. Hoàng hậu nhìn vua ông không với ông chơi chơi vô giới, ông mắc cỡ giống giống tôi nghe, cái chừng hoàng hậu vừa rồi cái đầu mình thì cũng trọi lại nữa, thôi đau khổ tràn ngập. Thế thì cái câu chuyện đó cuối cùng rồi Tôn Hoằng Giả mới đặt cái vấn đề là mình đừng có hành hạ các tu sĩ nữa, thì tôi có cái cách để tôi giúp cho. Chứ tôi có cái phương thuốc để trị cái bệnh ảo tưởng và quan đường của nhà vua. Nhà vua vì cái bệnh quan đường ảo tưởng mà hành hạ, mà đánh đập, mà khinh rẻ các người tu hành, thì bây giờ đây tôi cũng dùng cái thuật mà quan đường ảo tưởng mà tôi làm cho nhà vua và cả hoàng cung đều tộc đầu hết. Thì đó là lấy cái quan đường mà trị cái bệnh quan đường đó. Thì là cái chim bao là quan đường, mà tin nó mà đi làm nạ các tu sĩ là sai, nó đủ nhiều quan đường. Mà ở trong cái giới đệ tử Phật của chúng ta là nhiều người tin chim bao dữ lắm đó nha. Cho nên có nhiều khi các vị nói với tôi nghe tôi muốn chết, mà tôi phải ráng tôi ngồi gồng mình tôi chịu. Các vị diễn tả rằng là các vị do tu hành rồi là các vị nằm chim bao đẹp lắm. Có vị nói rằng tôi nằm chim bao nghĩa là phát triển tôi xuất chim bao, vậy là tôi vô cả năm đệ lâm nguyên, tổng năm đệ lâm nguyên đàng hoàng trong chim bao. Thế tình mà nói tất cả cái chim bao dù ác cũng không nên tin, mà dù thiện thấy mình gần gũi Phật Bồ Tát ở trong pháp giới mười phương gì đó cũng đều không nên tin hết thảy. Nó là quan đường, nó là ảo tưởng, nó là cảnh giới vô sắc giới đó. Còn như là Hà Bá, như là Thủy Quan, Long Cung mà từ cái tín ngưỡng của nhiều dân tộc, mà dân tộc Việt Nam mình bị ảnh hưởng nhiều, cái tín ngưỡng của nhiều dân tộc được truyền đạt vào, cho nên là mình tin đủ thần thánh, sợ đủ quỷ ma, cái đó không tốt cho người đệ tử Phật đâu. Cái đó là cái khó ghê lắm đó, khó trị đó. Bởi vì cái tập quán đó, cha mẹ ông bà đều là hù nhát dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ mà, thành ra cái đó được gọi là cái câu sanh ngã chấp, câu sanh pháp chấp. Thành ra cái đó được gọi là cái câu sanh ngã chấp, câu sanh pháp chấp đó, nó được đào tạo hồi trong bụng mẹ.
là do vì cha mẹ mình đâu có thông đạo Phật đâu. Thì cứ lấy cái tập quán của dân gian đó mà giáo hóa, mà dạy dỗ con cái. Đối với quỷ thần, đối với ma quái thì là hù cho họ sợ, để cũng là hạn chế bớt đi những cái ngang ngạnh, cái bướng bỉnh phần nào. Thì trong trước mắt có được cái phần lễ nhỏ nhỏ đó, nhưng mà vô tình lấy cái thứ quỷ thần không ra gì, không có thực chất, mà để hù dọa làm cho con cái, con cháu mình nó tin một cái thứ mà lẽ ra không đáng tin, vì nó không có công dụng thật sự. Thế thì là một cái sự thiệt thòi, cũng không phải thiệt thòi rất lớn, mà được cái lợi nhỏ là hù con cái trong lúc nhỏ. Ví dụ như đi ra đường, nó ra ngoài con kệ nó, con đừng ra ngoài đó. Thế thì làm cho cái đứa nhỏ không ra đường trong cái lúc vắng vẻ người ta, thì là hạn chế được cái nó đi quan nhiều. Nhưng mà từ đó về sau nó im trí, nó có một cái đứa con kệ nào đó ở trong cái giường chỗ đất đai mình, làm cho con cái đứa nhỏ đó nó sinh cái tâm nhát gan, nó không còn đủ cương nghị tự lực nữa. Do vậy mà để ý cái việc đó, cái việc mà là giáo dục con cái, và cộng với cái việc học Phật mình, là mình phải điều chỉnh lại cái lối tin tưởng của mình. Chứ bằng không nó lọ mua trong vô sắc giới, là coi như cuộc đời mình hư hỏng hết, không đem lại cái gì đâu. Tôi nói ví dụ là mọi cái mà ông Táo mà mình đưa ông Táo về trời thôi, thế thì là bao nhiêu kịch trăm năm này chục năm kia người ta ngạo nghễ để làm cái trò vui vậy thôi chứ. Vậy mà cái phong tục của Việt Nam Táo chừng nào mới bỏ được cái tục lệ mà đưa ông Táo về trời, chừng nào mới bỏ được cái tục lệ là đốt cò bay ngựa chạy, biết chừng nào mới bỏ được cái bùa dựng nêu là vẽ cái bằng tứ tung ngũ quần, tứ tung tức là bốn cái sổ dọc, ngũ quần năm cái đường ngang, vẽ vẽ vậy nè. Tôi nói ví dụ nè, cách đây cỡ 50 năm về trước, nhà nào cũng râm rắp hay là treo cái bùa tứ tung ngũ quần đó, thậm chí là dựng cái nêu bằng tầm dâu. Nhưng mà cách đây sau khi mà chiến tranh nhiều đau khổ quá rồi, người nào sống sót được là mừng rồi, có đâu mà đủ nghi lễ mà cúng kiến để mà dựng cái bùa tứ tung ngũ quần đó. Vậy thì từ cái thời gian đó bây giờ chẳng lẽ là nhà nào rồi cuối năm cũng đều tai ương tật ách đau khổ chết chóc hết hay sao? Sự thật có vậy. Bây giờ còn giỏi lắm chừng 30-40% những cái người mà còn treo cái lá bùa tứ tung ngũ quần dựng nêu trong ngày Tết. Còn 60-70% mà ta không làm, có sao đâu. Điều đó chứng tỏ rằng cái đức tin để treo cái lá bùa là do cái đức tin thuộc về vô sắc giới, thuộc về quan niệm ảo, ảo tưởng chứ cái thật sự không còn. Lấy cái đó mà suy thì cái người Phật tử Việt Nam ta nó có tin những cái đức tin lẫn lộn mà không cần thiết. Cho nên ta học cái này nè, ta để ý cái đó đó. Hào quang Phật chỉ chiếu được cõi trời, sắc cứu cánh tới địa ngục A Tỳ thôi, chứ không có chiếu soi lại vào cái cõi vô sắc. Vì cõi vô sắc là cõi không hề có, cõi tưởng tượng của những người ảo tưởng quan đường, thì làm sao ở đâu mà chiếu cho được chứ. Cái chỗ mà các Phật tử để ý đó, để ý thật kỹ lợi lắm đó. Gọi không là ở trên cõi sắc này, nói một cách khác là chúng ta là đệ tử Phật mà có được giải thoát giác ngộ hay không là dựa vào đời sống của ta hiện tại trong cái xã hội hiện tại. Nếu ta ở trong xã hội hiện tại mà ta còn nhiều phiền lụy khổ đau, ta dính dấp nhiều về luật pháp, về nhân tình, ta thấy không ai với ta nổi. Bản thân ta thì làm ăn như là đầy nhảy sự bất chánh và khuất lấp, thế thì ta không có an lạc, không có giải thoát được đâu. Nếu đến với luật pháp xã hội, ta hoàn toàn không có làm ăn cái gì khuất lấp,
và đối với bản thân ta trong gia đình cũng như là ngoài xã hội xung quanh ta đều là coi như là thân thương, đều là giúp đỡ, là tương trợ với nhau, thi ân với nhau. Nước xa không cứu được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần. Ta đối xử những người láng giềng xung quanh mình đẹp đẽ thì gần thương xa nhớ, đó là đem lại cái sự an lành hạnh phúc cho ta. Thế thì là cái sự an lành hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ cũng ở trên thân tâm này, cảnh giới này, bằng cái cụ thể trên thế gian này, chứ không được tưởng tượng ở trong cái cảnh vô sắc giới là cảnh tưởng tượng. Để ý cái chỗ đó, bây giờ nói tới nhắc lại về hào quang. Một điểm hào quang tức là một chút trí tuệ thật mà khiến cho mọi người trong đại chúng có cái khả năng nhìn những cái sự việc trong 1,800,000 thế giới, vừa thấy vừa nghe như cận kề trước mắt. Sự kiện này nhằm giải cho toàn thể pháp hoa hải hội về trí tuệ Phật, về tri kiến Như Lai. Tri kiến Như Lai là vậy đó, trí tuệ của Phật là vậy đó, nghĩa là rộng xa, thấy xa hiểu rộng như vậy đó. Rằng khi có người đủ cái khả năng sử dụng trí tuệ Phật, tri kiến Như Lai, thì 1,800,000 thế giới cũng chẳng có gì ngăn sông cách lùi. Pháp giới là nhất chân, pháp giới nhất tức nhất thiết, một là tất cả, tất cả là một. Cái triết lý đó cho tới ngày nay khoa học người ta nghiên cứu có hay vô cùng, cái triết lý một là tất cả là một. Ta học về y học, nghiên cứu về y học của khoa học ngày nay đó mà, hôm rày đó người ta trong cái ngân hàng máu với cái ngân hàng mà chứa cái người mà sắp chết thì cho lại con mắt của mình hay là lỗ tai của mình hay là ngũ tạng lục phủ của mình mà hứa cho đó mà. Hôm rày tôi thấy báo đăng xúc động vô cùng. Có nhiều người người ta dám hứa khi chết rồi là cứ hãy nghe chết rồi là tôi đăng ký, mà tôi chết rồi là cứ lại khuất mắt của tôi trong vòng một vài giờ sau khi chết đó, lấy mắt đó để đem về ngân hàng cất giữ đó, để người nào mà người ta mạnh khỏe mà người ta hư mắt nó lấy thai vô thì người sống này nó vẫn làm việc được rồi đó. Rồi nghĩa là lỗ tai bây giờ người ta cấy cái gen đó, đó là cái lỗ tai này đã trên cái lưng của con chuột bạch. Rồi ta mua con chuột đó thời gian lớn rồi con chuột trên lưng nó có mang cái lỗ tai. Rồi cái lỗ tai người nào mà bị bệnh á, người ta mới cắt cái lỗ tai mà được nuôi bằng cái gen đó, đem về tháp vô cái bàn tay của cái người mà thiếu đó, vẫn xài được. Thế thì là cái gen nuôi từ cái thân con chuột, vậy là cái gen, cái huyết của con chuột cùng với con người cũng chẳng có khác nhau. Và của người này mà đem trồng qua người kia, cấy qua người kia vẫn công dụng xài được, thì nó liền lạc nhau. Thế thì điều đó không phải là cái ý nghĩa một là tất cả là một rồi. Là gì? Cho nên cái đó hay lắm. Ngũ tạng lục phủ đều có thể cho nhau được hết. Chứ là một cái thuốc trị cho một người ở châu Âu, châu Phi mà lành bệnh thì đem qua châu Úc, châu Á, châu Mỹ đều là trị lành bệnh nhau như nhau. Thế thì về phương diện nhân loại không phải là một là tất cả là một đó sao? Còn nói về cái đất thì cũng vậy thôi. Cả quả địa cầu, cái thổ nhưỡng thì nó có chênh lệch về cái chất này chất nọ, nhưng mà nếu mà đem các cái chất mà thiếu chỗ này đắp qua chỗ kia, đem chỗ kia bồi dưỡng chỗ nọ, thì đất đều có thể trồng sinh ra ngũ cốc ngũ quả hết, để nuôi con người, nuôi vạn vật. Thế thì chẳng phải một là tất cả là một của cái quả địa cầu đó sao? Cho nên cái giáo lý này là phải nói rằng là Đức Phật hồi xưa cách đây mấy ngàn năm mà phát hiện cái giáo lý đó, phải rõ ràng là một đấng vô thượng giác, vô thượng bồ đề. Thành ra là
là trí tuệ mà của con người cùng với trí tuệ của Như Lai là nó tiêu biểu ra ra cái gọi là hào quang đó. Mà trí tuệ mà nó bừng sáng rồi thì không có gì ngăn sông cách núi. Thấm hào quang lần thứ hai, nãy giờ là nói về thấm hào quang lần thứ nhất, chỉ soi gọi suốt từ cõi sắc cứu cánh cho tới địa ngục A Tỳ. Bây giờ là thấm lần thứ hai, đây là tôi kính đây nè, thấm hai điểm, tức là nó tăng cường cái điểm thấm lên, nghĩa là nó tăng cường cái trí tuệ lên thì nó lại khác. Thấm lần hai, Đức Phật sử dụng hai điểm, một ở tướng Bạch Hào và một ở cái tướng Vô Kiến Đảnh. Vô Kiến Đảnh là cái tướng nhục kế này, mà cái này tôi có nói rồi với đại chúng một lần đó. Cái nhục kế của Bố Thật Mạnh lồi cao vậy đó. Kinh xưa người ta giải thích bằng cái kiểu không rõ ràng, người ta nói về cái đảnh này gọi sở dĩ gọi là đảnh Vô Kiến là vì từ Phật với Phật mới có thể thấy được nhau thôi. Ngoài Phật ra, các hàng Bồ Tát dù là gọi là đánh giác Bồ Tát đi nữa cũng không thấy được cái đảnh của Phật, cho nên gọi là Vô Kiến Đảnh. Vô Kiến Đảnh tướng là cái tướng Vô Kiến Đảnh. Nói như vậy, hồi tôi học tôi suy nghĩ, cho nên cái đảnh Vô Kiến như vậy không ai thấy được. Thế thì hồi Thái Tử Tất Đạt Đa sinh ra sinh rớt ở ngoài cái giường Lam Tỳ Ni, rồi chư thiên lại lấy kia thiên ni mà đùm mà ẩm vô khóc que que như vậy, thế thì là ẩm gọn lõn trong giày cũng không nhìn được cái đó nữa sao? À, rồi còn mỗi ngày là được tắm rửa này kia, chứ chẳng lẽ Thái Tử không tắm rửa à? Mà tắm rửa thì tất nhiên là phải xuống nước từ dưới lên trên, từ trên tới tới dưới thì tắm xuống trúng cái Vô Kiến Đảnh này nữa sao? Tôi không hề chịu cái lối lý luận như vậy, tốn tính được. Thế thì sau này mấy mươi năm trời tôi mới nghĩ, à, vấn đề này là vấn đề bộ óc, mà vấn đề mà tôi gọi là cách xám ở trong cái đầu con người, cái đầu của Đức Phật là dị tướng, thì bộ óc của Đức Phật phải nói là bộ óc có bộ óc khác thường. Mà cứ theo khoa học ngày nay mà nói về cái đầu mà nó có một cái bướu như vậy, có thể là cái ốc nhiều hơn và to hơn. Mà nhiều hơn mà to hơn thì trong đó cái chất xám nhiều hơn. Mà chất xám nhiều hơn người thường thì cái trí tuệ khôn ngoan hiểu biết của Phật, người thường sẽ không bao giờ lường tới cái chỗ mà Đức Phật biết. Cho nên ta gọi cái đó là Vô Kiến Đảnh, chứ không phải là cái bướu thịt mà người ta không thấy. Thấy được chứ, nhưng mà cái trí tuệ cái ở trong cái chất xám nhiều hơn người thường đó, người ta không hề lường được cái thông minh đó, cái trí tuệ đó. Cho nên tôi thu học cái đại chúng là tôi học Phật chứ tôi chống kinh điển dữ lắm chứ, chứ không phải là nói sao tôi nghe đâu nha. Anh nói thẳng không là tôi bác bỏ và tôi không hề sợ tội, bác bỏ dữ lắm. Tôi phải nói như là cái vấn đề mà Đức Phật mà sinh ngang hông, tôi bác bỏ mấy chục năm trước cũng vẫn bác bỏ. Nếu mà ông sinh ngang hông mà ông có thành Phật đó cũng thành Vô Thượng Bồ Đề, thì ông đừng có dạy tụi tôi cho mất công. Tụi tôi là cái đám mà sinh chỗ nào ở trong bụng mẹ sinh ra chỗ nào ông biết rồi, ông biết quá rồi đi. Còn ông sinh ngang hông, ông cầm vô con Bồ Đề, còn tụi tôi mới đúng vậy thì là học với ông để làm gì? Làm sao mà ông được mà học? Rồi ông nói tất cả chúng sanh đều có thể tập, làm sao tôi tin được? Ông sẽ nghe ông mà. À, cho nên là mất ngay rồi lúc học không được. Cần gì phải cho nhân ông? Chẳng lẽ những đứa nít mà sinh khó thì ta bỏ ngang ta lấy rồi những đứa này là tuyệt vời hết sao? Có cái thần thanh văn duy nhất Bồ Tát là Phật hết sao? Cho nên đâu có được. Hồi xưa chưa có vấn đề mẫu lấy ra dễ dàng, tôi vẫn không tin. Và bây giờ người ta lấy ra hàng loạt
Vậy chẳng lẽ những đứa đó là siêu phàm nhập thánh hết à? Đó, nó có được. Cho nên cái điều của bác bao nhiêu từ năm trước, bây giờ khoa học thực hiện rõ ràng, đều tôi bác bỏ, đều không có tội. Không có tội cũng như Galilei đã nói rằng là trời không phải là tròn, đất không phải là vuông, nói mấy trăm năm trước, cho tới ngày nay dù là bị tù tội chết chóc, mà câu đó đối Chúa vẫn không có tội. Người ta vậy đó chứ. Chứ đâu phải hãy nói câu nào không tin kinh điển là tội. Cho nên là vấn đề hai bữa mặt lại khiến cho đại chúng trông thấy thế giới tu học nhiều như số cát 42 sông Hằng tăng ngân. Cậu mai cái điểm phóng qua bây giờ nhân lên có ai thì thay vì thấy có 18.000 thế giới ở phương đông, 18.000 thế giới tu học ở phương đông, bây giờ lên làm cho đại chúng thấy cái số thế giới của tu học bằng 42 hằng hà xa. Số cát sông Hằng, một con sông Hằng số cát đã là nhiều, là vô số rồi, mà bằng 42 con sông Hằng. Thế là cõi nước của chư Phật thấy rộng hơn nữa, là do ý nói rằng là cái trí tuệ mà nó tăng trưởng lên, tăng cường lên, thì cái sự thấy biết chân lý nó rộng, nó nhiều, nó xa. Đó. Cái mà phẩm qua lần hai này là ở cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24 đó. Nhân lên trí tuệ là nhân lên. Rồi phóng quang lần thứ ba, ánh sáng phát ra từ lỗ tinh long Phật toàn thể phát qua hải hội, trông thấy pháp giới nhất tịch bất nhị, cõi nước trong mười phương không còn ranh giới nữa. Thấy không? Nghĩa là khi mà toàn thân con người nó thành một khối trí tuệ, trí tuệ nó phát xuất từng lỗ chân lông, thế thì lúc bây giờ pháp giới là bất nhị, là nhất nhất chân. Cho nên Phật là hiện thân của chân lý của trí tuệ, toàn thân Phật là một khối trí tuệ phóng hào quang ra từng lỗ chân lông. Lúc bây giờ thấy người của pháp giới là bất nhị, đó là cái phẩm Như Lai thần lực. Các vị đọc coi, nắm từ đầu tới cuối, tôi nắm toàn diện từ đầu tới cuối rồi tôi mới viết ra cái này. Nó không hề rót một ý. Điều đó nói lên rằng trí tuệ đấy chứ, chứ phóng cái gì. Mười phương cõi nước trong mười phương không còn ranh giới nữa. Thế cho nên giáo lý chư pháp tương tức nhất đa tương dung, một và nhiều dung nhau, các pháp tức nhau trong một, trong một tí xíu này nè, nó có đủ tất cả cái chất liệu của mười phương. Trong một tí xíu vậy mà cái này là phải vận dụng trí tuệ và tư duy mới thấy, bởi vì là nó hình thành ra một cái tí xíu này không phải là khi không, mà nó đơn độc do một món nào mà làm ra được đâu. Ta thấy ví dụ như là trồng ở dưới cây lại, trồng ở dưới đất kia, vậy là rồi chưa? Đâu có rồi, rồi đất là còn có gì nữa, rồi trong đất bao nhiêu chất, rồi trong bao nhiêu chất nó có cái gì, rồi trong không khí mà không khí, trong không khí nó có cái gì, tương quan tương duyên nhau vô cùng vô tận, cái bàn đại vô lượng. Vô lượng nghĩa không bao giờ nói hết được cái sự tương quan tương duyên để nó thành ra một cái tí xíu của cái bọc này. Đó là ý nghĩa nhất tức nhất thiết, một là tất cả,
thì pháp tương tức pháp này, ngay trong một pháp này là có tất cả những cái sự tương quan tương duyên của pháp khác trong vũ trụ. Cho nên nếu lấy chi pháp tương tức, chứ tức có nghĩa là pháp này là pháp kia, trong pháp kia, pháp kia là pháp này, không rời nhau. Do vậy cho nên như nãy nói đó, nghĩa là cái gen của con chuột mạch mà cấy một cái gen đó nó thành nuôi, nó thành ra một cái lỗ tai của con người, rồi đem cắt lại dùng lại cho con người, và người ta còn nuôi nhiều thứ khác để ta làm ra các cái thứ thuốc. Nhất đây tương dung một thì nhiều dung nhau, đồng thời cụ túc cho lớn, ngay trong một pháp có vạn pháp nó tương quan tương duyên, mà nó hình thành ra có cái nào mà tự nó độc lập mà nó tồn tại, cũng được hiểu ở nơi sự hiện sự kiện thông quan đầy thông quan này. Cái này đọc thêm kinh Di Ma Cật, Cật Chí Đề Cương, các vị đã học rồi đó. Để chứng minh sáng tỏ ý nghĩa đó, ta hãy đọc cái đoạn văn trùng tụng này. Đoạn văn này là đoạn văn trùng tụng. Cái thể văn trùng tụng là một ở trong 12 thể văn, gọi là 12 bộ kinh. Cái văn mà tôi nhắc với đại chúng là nên đọc tụng bằng cái mà cái đó lược dịch đó. Cái đó gọi là cái văn trường hàng. Rồi kinh Pháp Hoa này đó, cái đoạn trường hàng tức là cái đoạn văn xuôi đó, xong rồi thì lặp lại cái ý nghĩa trên bằng cái thoát yếu, thành ra nó giống như bài kệ vậy đó. Thì gọi đó là cái văn trùng tụng. Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa như thiết kệ ngôn. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại cái nghĩa trên mà đọc cái bài trùng tụng này nè, đọc cái bài kệ ra. Thế thì cái bài kệ của đoạn này là Ngã kim đăng minh Phật, bổn quan thủy như thử, dĩ thị tri kiến Phật, dục thiết pháp qua kinh, kim tướng như bổn thoại, thị chư Phật phương tiện, kim Phật thánh quang minh, trở phát thật tướng nghĩa. Đọc cái bài này thấy là rất rõ những cái mà tôi nói nãy giờ, là cái dụng ý của Phật dạy cho ta những cái giáo lý đó. Có nghĩa là xưa kia tôi thấy Phật đăng minh thánh hào quang giống như hiện giờ, vì vậy tôi biết rằng hiện nay Phật sắp nói kinh Pháp Hoa, điểm hôm nay ý hợp điểm xưa, đó là phương tiện của chư Phật. Nay Phật thống hào quang nhằm hỗ trợ cho sự diễn bày thật tốt. Nói rằng phóng hào quang và phóng hào quang như vậy, nói như vậy là nhằm hỗ trợ cho cái diễn bày cái thật tốt mà Đức Phật muốn dạy cái gì, muốn nói cái gì. Cho thấy trong hào quang để biết rằng chư Phật, để diễn bày cái thật tướng, để cho biết là mọi người biết rằng chư Phật, Phật nào cũng có sanh lão bệnh tử, có dân sanh rồi cũng có niết bàn. Đó là gọi là trợ pháp thật tướng nghĩa đó. Và Phật nào cũng vận dụng hai thứ kinh, một là thứ kết cơ là để dạy cho hàng nhân tiên tâm văn dương, hai là dạy thức kinh khế lý. Khế lý là thức kinh bất di bất dịch, là lưỡi nghĩa đại thừa, để dạy cho các hàng Bồ Tát về lục độ bạn bạn hành. Và cuối cùng rồi Phật nào cũng phải nhập niết bàn thôi, chứ không phải hết thành Phật rồi là sống vĩnh viễn mà hưởng cái sự an lạc vĩnh viễn. Nói như vậy thì thành Phật rồi chẳng lẽ rồi cũng cực khổ, cũng đau khổ, cũng chết sức như mọi người vậy, thì không kém cái gì mà phải cực cho cực.
Nói như vậy không đúng, hỏi như vậy là không hiểu đạo Phật. Chúng sanh tại vì mê muội chấp ngã, cho nên thấy sinh ra thì ham mà chết đi, tưởng rằng mình đã mất. Cho nên cái chết của mình là cái chết trong đau khổ, trong uất ức, trong nghẹn ngào, trong thương tiếc, trong nhớ nhung, cho nên mới thành ra cái chết là khổ. Chứ còn đối với Đức Phật á, cái sự sinh tử đó được gọi là bất sinh bất diệt mà, bất cấu bất bệnh bất tăng bất giảm. Sự sinh diệt đó là chẳng qua là những cái đạo sống sinh diệt, diệt sinh hữu cùng, nó nổi tiềm ẩn hiện trên cái thể đại dương thẩn lặng vô cùng. Về cái sự tránh chấp nó có gì là khổ đâu. Trường sông chung sử sông vi cốc mà cử hải hà màu nhất điểm âu của thiền sư, sư gì đó, sư tử chúng đó là học gì vậy là ngon à, thấy không? Học Phật vậy là mấy đoạn là quốc vệ trong thượng sĩ đó. Do vậy cho nên Phật nhập Niết Bàn đừng tưởng là Phật không hơn ta gì hết. Cũng không được nói rằng là hơn ta là phải xuất gia vĩnh viễn. À, nói vậy là không hiểu chân lý đâu. Cho nên đọc cái thứ này là hiểu kỹ rồi á, thì tự mình tối luyện cho mình một ý chí mà không còn sợ sạch. Cho nên ngày này là Phật thuyết pháp có cái thuyết cái bằng tài thí pháp thí rồi vô ý. Vô ý lý là vậy nè. Cái thuyết pháp mà cho người ta thâm nhập chân lý rồi, người ta không còn có cái để sợ nè. Trên đài này có cái gì để sợ chứ? Nhìn thấy được cái chân lý, nhân dân phú quý như qua gian lộ, thế thượng trong danh thủy thượng, ông thì vấn đề sân vấn đề vinh hư tiêu chuẩn thành bại thạnh si tất khắp là chân tinh thôi. Thậm chí lên lá bệnh tử cũng là chân tinh thôi, thì còn cái gì để sợ chứ? Cho nên là tài thí là một thứ cũng quý mà không bằng pháp pháp thí. Pháp thí cũng quý mà vô quý đấy mới là đạt cái mục đích tối thượng. Pháp thuyết pháp mà làm cho người ta không hết sợ là coi như chưa đạt yêu cầu đâu. Vì vậy cho nên là cái quan niệm thông thường ta nói ủa vậy Phật cũng chết vậy thôi, tu cũng cực khổ quá mà ông cũng giống như mình. Không phải à, không giống như mình à. Có nghĩa là trước kia tôi thấy Phật đăng minh, Phật đăng minh á tức là Phật nhật nguyệt đăng minh. Đối với tôi giảng cho Phật tử thì tôi còn nói rằng là trước kia tôi thấy Phật đăng nhật nguyệt đăng minh, là tôi giảng cho các vị đó. Chứ còn phần tôi là Đức Phật nhật nguyệt đăng minh trước kia đó, tôi không kể ổng là ông Phật chúng ta ra sao, không cần. Mà Phật nhật nguyện đăng minh đối với tôi là bây giờ vẫn còn dằn dặt ở trên cõi đời này, cho nên tôi đâu còn tự động Phật đó, càng không bao giờ tôi đi mua hình tượng Phật đó. Mà tôi nhìn căn dằn dặt là lúc này nè, cái chỗ mà thiền viện tôi không có tôi đó, tôi dân tôi giống ra ngoài giữa ruộng rồi tôi nằm tôi nhìn căn dằn dặt giữa trời đẹp vô cùng vô tận. Tâm hồn ta nó rộng rãi bao la vô tận. Rồi ban ngày thì trời sáng như trời quang mới tận về, nếu mà tâm hồn thanh thoát là các vị sống ở trong thời kỳ của Đức Phật nhận biết đó, đăng minh đó. Chứ cần như mà mới tử tử ổng là như thế nào, rồi mượn cho tạc tử như thế nào, rồi đem mà mua ổng là về mà thật mà mua được thì còn cái gì nữa mà nói chứ. Cho nên qua ổng đây có Phật tử cũng có lòng tốt cho tôi mượn cái bộ kinh mà các vị mà bỏ ra mỗi người 5 cây vàng đi tham quan Trung Quốc đó mà. Trời ơi, Phật tôi mới tạc trong núi đá từ 40-50 phút cho tới như là 2 tấc mà phá đá dứt núi ra mà tạc trùng trùng mới bao nhiêu mà đến. Tôi nhìn tôi thấy trời Phật ơi,
biết bao nhiêu xương máu mồ hôi nước mắt thay vì để cái tiền này mà trang trải ra cho mọi người để mà gọi là cái gì đó. Sau đó giảm nghèo nữa, trời ơi, nó đúng nó thật quá. Thấy không? Chia nhau ra mà làm dốt mà sau đó giảm nghèo thì nó đúng như thật quá. Còn đi đụng như vậy là phạt như vậy là bao nhiêu chục năm. Từ đời của ông Hoàng hôm nay qua đời bà Hoàng hậu khác, bỏ tiền vô làm cái vụ đó. Tôi thấy thật là đau đớn cho cái đạo Phật. Vậy mà người ta bỏ là 5-7 cái vàng mà đi tham quan thánh tích. Nghe thiệt là nó đôi mắt cái đạo Phật ấy. Cái đó mà thánh tích cái gì? Thì tôi cũng cảm ơn cái lòng tốt của Phật để cho mượn. Nhưng mà lần này là cái lần thứ hai, bởi vì cách đây 4-5 năm, 6-7 năm ta đã cho mượn tôi coi rồi. Bây giờ Phật tử chỗ tôi chưa coi, cho mượn coi nữa. Không có thánh tích cái gì ở trong mấy cái đó hết á. Toàn là tội lỗi tích thì có. Làm cái đó là tội lỗi tích. Để cái tiền đó mà chia ra để xóa đói giảm nghèo. Để cái tiền đó mà hùng tiền vô mà đắp đường và kéo dây điện để điện khí hóa nông thôn cho toàn dân được nhờ. Quý biết là chừng nào. Tôi ngỡ là cuộc đời tôi nghĩa là không hy vọng gì người dân Việt Nam mà ở quê mà được xài điện. Mà bây giờ nghĩa là coi như là tương lai là sẽ được xài điện hết đấy. Đó là cái điểm phấn khởi của tôi hết sức trong cuộc đời. Phải vậy mà con ta mới có tiếp thu được cái ánh sáng văn minh, nó mới giao lưu được từ thành thị tới thông quê chứ. Cho nên đó là một cái điểm mừng vô cùng cho đất nước. Thủ với cái đó là tốt. Còn đi chạm cái thứ đó để làm cái gì? Chạm cái thứ đó hồi bảo Mai Thành Đông lên là ông bảo tiệt diệt hết. Thế thì thật mà Mao Trạch Đông có thể đập bỏ được hay sao, chết được hay sao? Nhưng mà sự thật ra là đập bên cạnh có sao đâu. Như vậy nghĩa là Phật giỡn rồi chứ gì. Mà Phật giỡn mà bỏ tiền, bỏ sức, bỏ công vô để được cái gì? Cho nên là học cái tư tưởng đại thừa này nè, là ta phải hướng về cái đại thừa tư tưởng, chứ không đem những cái lặt vặt của thế gian mà so bì với cái tư tưởng này. Thật nhân Nhật Nguyệt Đăng Minh đó. Bây giờ ta đang sống trong hào quang của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thầy hiểu như vậy mới được. Do vậy cho nên tôi giảng kinh mà thông đăng đây đó là các Phật tử thâu về mà nghe. Còn đem lại cho tôi nghe tôi nói không được. Đem đi chỗ khác tôi không chịu được. Là tại sao? Là vì tôi nghe một câu của tôi vậy nè, tôi hiểu ra 10 lần, 20 lần hơn. Rồi bây giờ tôi nói với các vị là hồi đó Đức Phật Năng Nhật Nguyện Đăng Minh vậy vậy, tôi tới bây giờ vậy vậy, nó cách lâu vậy vậy, đúng không? Đâu có trúng ý tôi đâu. Thật sự đối với tôi bây giờ Phật Nhật Nguyện Đăng Minh vẫn hiện hữu. Mà tôi đang ở trong hào quang của chư Phật mà. Trên đầu của tôi hiện là tôi hiểu vậy đó. Mình đây mà nói gọn ghẽ trong năng bậy về thì nó đâu có đáp ứng được yêu cầu của tôi. Do vậy mà Phật tử nghe thì thấy là như là nó có lợi á. Nhưng mà tôi phải nghe nguyên chất cái này. Đọc nguyên chất bộ kinh thì tôi nghe. Nghe không chết mà còn cái tôi giảng mà tôi không nghe. Là vì cái chuyện tôi biết nó tới 15, 20, 30, 100. Mà tôi nói trong đó có mặt. Chẳng khác nào là các vị đem học kinh cương thì hỏi với thầy cái màu gì á. Cái này phải màu tím vậy đó. Ừ, học kinh cương này màu tím đó nha. Rồi người bên kia nói là thầy sẽ có thấy màu xanh thầy. Ừ, kim cương màu xanh. Vậy trúc chưa? Làm sao trúc được kim cương? Trong khi tôi biết rằng tôi ừ đã giờ với các vị chẳng qua là gì trái chuối gì hộp bánh gì cái lô đường. Tôi ừ lấy lòng các vị như thôi chứ có trúng gì đâu. Kim cương không màu gì hết, mà không phải là xanh, là đỏ, là tím, là vàng, là đậm, là lợt, là nâu gì hết.
có tất cả màu, mà bản thân đó không có màu gì hết. Rồi tâm nó ừ như vậy là chẳng qua ừ gì nói chuối như vậy, ừ gì cái nơi đường, ừ gì học trả là, ừ gì la không quả, chúng gì đâu mà ừ. Khổ vậy đó nha. Cho nên tôi bảo cái này là cái say mê, không bao giờ chết. Mỗi một lần đọc là tôi tưởng nó phóng 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 mà đã nghĩa là cái tầm kiến giải đối với chân lý. Tôi thấy Phật Nhật Nguyện Đông Minh Tam Hậu Quang giống như hiện giờ vì vậy. Tôi biết là những nay Phật sắp nói trên Pháp Quang điểm hôm nay ứng hợp điểm xưa, đó là phương tiện của chư Phật. Nay Phật Thống Hào Quang nhằm hỗ trợ cho sự vốn bài Phật tốt. Vậy nói đến Hào Quang phải hiểu là trí tuệ của Phật. Tự trường hợp sử dụng trí tuệ ít hay nhiều, toàn diện hay chưa toàn diện, mà cái tầm nhận thức chân lý, nhận thức chân lý rộng hẹp khác nhau. Thế thì là nói bóng hào quang chứ chị Phật là nói trí tuệ Phật đó, chứ không cần phóng đâu. Cho nên tôi nói thành ra nói nó nghe nó kỳ, mà cũng mấy ông này cũng hồi đó cũng học trò mình 40-50 năm trước á, tình cờ tôi đi tới cái chùa của ông, tôi thấy đèn đất ơi Phật lớn Phật nhỏ gì, tôi nói ông nào cũng có hào quang mà chiếu tỏ ra vậy nè. Thôi thì mình vô nghĩa là bàn giữa hai bàn hai bên đều quá vậy. Tôi nhìn tôi nói trời ơi sao mà giống cái chỗ mà làm cải lương, cái chỗ mà người ta ca nhạc vậy. Chẳng lẽ là mấy bà Bồ Tát này bộ muốn ca nhạc cải lương rồi sao? Tôi thấy tôi đau khổ quá chừng quá đội. Ông nào cũng có hào quang rồi, nhiều hào quang đó là phải dẹp qua dẹp lại y như là cái chỗ ca nhạc. Mà ca nhạc vậy ta mua bao nhiêu trăm triệu mới được một dàn đèn như vậy. Giờ đây mình nhiều hào quang nhiều mắt rồi chiếu qua chiếu lại sẽ tròn vậy, y như là chỗ sẽ khó ca nhạc. Với tôi nhìn thấy cái đó cái tôi nản. Giờ ông đâu có mời tôi ở chùa lại ở chơi rộng đi cơm tôi cũng không ở nữa. Bởi vì ở là làm sao ông thương tôi nổi. Làm sao thương người mẫu là cho ăn cơm hoài chứ, bất quá là cho ăn lầm bữa vậy thôi chứ còn cha mà mình làm vậy đẹp vậy tốt tiền vậy mà ổng không hề khen. Thế thì cơm đâu mà cho ổng ăn. Thế thì tôi biết không rồi, tôi ổng mời tôi cũng không dám ở. Do vậy cho nên sách ra ta nói nhân chí sắc tắc vô đồ và thủy chí thanh tắc vô ngư. Người mà chết kỹ quá không có bạn, nước mà trong quá thì cá không có ở. Còn đạo Phật mà tôi nhìn bạn chữ tôi thì ở với ai được chứ. Cho nên chỉ còn có cách là lên chiếc khu đê ở cái cho rồi. Ở mình đánh vậy thôi chứ, ở với ai vậy. Thánh Tăng là tôi ngừng đây ha.